Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022. Em là chủ kênh Lan Vườn Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay thì bớt chút thời gian cho em xin muốn chia sẻ, muốn đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên rất nhiều các mặt hàng con giống như là 5 cánh trắng Bạch Tuyết, hồng Minh Châu, hồng Á Hậu, hồng Tiểu Điệp, 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng HO. Những dòng mà trước đây nó là hàng cao cấp các bác nhé. Giá thì cực kỳ là hợp lý để các bác sưu tầm. Sau đây thì em sẽ đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một kỳ 5 cánh trắng Bạch Tuyết các bác nhé. 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Kỳ này thì vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Kỳ này được 15 sen, ấm chậu rồi. Nguồn thì các bác yên tâm, tuyệt đối 100% các bác nhé. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 5,2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đơn hàng số 1. Các bác xem trên YouTube mà nó chưa được sắc nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo. Số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và các bác xem thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Đơn hàng số 1 và em có một đơn duy nhất các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng xòe các bác nhé. Cắt khúc, ươm kỳ, đã ấm chậu rồi. Con này thì rất là nhiều rễ các bác nhé. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay cũng là một kỳ hồng xòe. Cái này thì nó là hàng 52. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 đồng cho các bác, cô chú, anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng Minh Châu các bác nhá. Minh Châu cắt khúc, cắt khúc ươm kỳ, dễ thì siêu khỏe luôn. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 này là một kỳ hồng Minh Châu cắt khúc ươm kỳ, ấm chậu. Cái đơn hàng số 5 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 6. Đơn số 6 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Minh Châu. Chậu này thì một mầm gốc và 4 kỳ trên thân các bác nhá. Và nó có một cái nụ đây, sắp nở đấy rồi. Cái này thì chắc là chỉ tầm khoảng một tuần nữa thôi là nó sẽ bung. Cái này chả bảo hành luôn các bác nhá. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 3,6 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 này là một kỳ hồng Á Hậu các bác nhá, cắt khúc ươm kỳ. Con này nó ấm chậu rồi, rất là đẹp. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một cái mầm gốc Á Hậu các bác nhá, mầm gốc Á Hậu. Con này quá đẹp rồi. Cái này thì mới xuống chậu các bác nhá, lách mầm gốc. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,6 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Bác nào mà chưa có giống hoặc là muốn sưu tầm thêm thì con này là một lựa chọn nha các bác nhá, mầm gốc. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO. 5 cánh trắng HO Hiển Anh Hòa Bình. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 này là một chậu 5 cánh trắng HO Hiển Anh Hòa Bình. Cái đơn hàng số 10 này thì một mầm gốc 2 4 6 8 kỳ trên thân các bác nhá. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Đã. Cái này về các bác để cho cái dây kia ra dễ các bác cắt đặt hẳn một chậu HO to luôn. Cái đơn hàng số 10 hoặc là các bác có thể lồng cái chậu to vào đây, các bác quấn cái thân này lại để làm một chậu nái HO. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 này là một chậu 5 cánh trắng HO, chậu này một mầm gốc và 5 kỳ trên thân. Cái đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 12.
đơn số 12 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Cái lá này nó không bị ảnh hưởng gì các bác nhá. Nó không có gì đâu ạ. Là đơn số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 này là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái đơn số 13 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 này là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này. Chậu này là lỗi, còn là lỗi các bác nhá. Đơn số 14 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Lá lỗi này, ngọn vẫn đang đi phà phà luôn. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì hai mầm gốc. Cái đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 này là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc. Cái đơn số 16 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì một mầm gốc, lá lỗi. Mà cái chậu này thì cái mầm gốc của nó rất là tốt các bác nhá. Rất là tốt luôn. Cái đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 này là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc, lá lỗi luôn các bác nhá. Đây lá lỗi luôn, hai mầm nào lá lỗi. Cái đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 này là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này ba mầm gốc, lá lỗi các bác nhá. Đây lá lỗi đây. Cái đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 này. 20, 21, 22, 23. Đồng giá 200.000 đồng các bác nhá. Đây là đơn số 20. Hai mầm gốc 200.000. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 này cũng 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Hai mầm gốc. Đơn số 22 này cũng hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc. Cái lá này là nó bị sát các bác nhá. Nó không việc gì đâu ạ. Đây ngọn nó vẫn đang phi ở mầm này. Con đơn số 22 này cũng 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đơn số 23 cũng 200.000 đồng. Đơn số 23 này là lỗi cho các bác nhá. Hai mầm, mầm nào có lá lỗi luôn. Hai mầm rất đẹp. Cái này các bác cứ làm từ 3 đến 5 chậu với các bác ghép làm một chậu to. Đơn số 23 này 200.000. Hết đơn số 23 là hết 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay đó là một chậu nái ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Chậu này thì rất là nhiều mầm gốc. Đây có hai cái nụ hoa đây các bác nhá. Cái đơn số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đấy, chậu nái luôn, siêu đẹp. Ám mắt châu. Phải nói là dòng cực kỳ sai hoa và hoa thì phải nói là siêu thơm luôn. Quá thơm, quá đẹp luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay đó là một chậu ám lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Phú Thọ. Chậu này là hàng 52, hai mầm gốc. Cái đơn số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 26. Đơn số 26 này là một chậu ám lá nhựa địch quả. Chậu này một mầm gốc, mầm gốc này rất là tốt rồi các bác nhé. Cái đơn số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 27. Đơn số 27 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng mỹ nhân các bác nhé. Một kỳ hồng mỹ nhân. Kỳ này thì kỳ lách ấm chậu rồi. Đây, rễ đang bỏ rất là nhiều luôn các bác nhé. Còn này siêu nhiều rễ luôn. Ngọn đi phà phà. Mỹ nhân thì phải nói là mặt hoa đẳng cấp các bác nhé. Rất đẹp. Mà cái mỹ nhân thì rất dễ hoa. Cái đơn số 27 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 28. Đơn số 28 này là một kỳ hồng tiểu điệp. Cái đơn số 28 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 29. Đơn số 29 này là một kỳ hồng tiểu điệp. Cái đơn số 29 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 30. Đơn số 30 ngày hôm nay là một chậu hồng Lạng Sơn hay là 5 cánh trắng Lạng Sơn các bác nhé. Chậu này thì 2 kỳ. Cái đơn số 30 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 31. Đơn số 31 ngày hôm nay đó là một kỳ sơn nữ Đà Bắc.
Kỳ này thì rất là nhiều rễ các bác nhá. Siêu nhiều rễ luôn. Đấy. Cái đơn số 31 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm. Sơn nữ Đà Bắc. Cái dòng này bây giờ nó rất là khó tìm các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 32. Đơn số 32 ngày hôm nay là có một combo này, gồm có bệt Như Nguyệt này, bệt Pháo Bay này. Đây, một cái khúc dòng mít 8 sen dòng thân thủ các bác nhá. Đấy, vẫn còn mắt đây. Kỳ đang lên đang muốn bắn rễ đây. Một chậu 5 cánh xanh Phú Thọ này và một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ này, rất là nhiều giống, 5 giống luôn các bác nhá. Giá thì siêu rẻ. Cái đơn số 32 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm. Và đơn số 32 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.